Chào tất cả các bạn, hiện tại thì mình đang ở ga Shinjuku. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái quán nào đó để ăn. Đói bụng quá chừng rồi, từ sáng đến giờ chưa có ăn gì hết. Mọi người cùng đi ăn với mình nha. Chúng ta sẽ đi qua cái quán bán lẩu này. Lẩu ở Nhật gọi là Shabu Shabu. Người ta ghi là chỉ có 1 sen 90 yên một suất thôi. Nhưng mà có phải là buổi tối thì nó sẽ đắt hơn. Bây giờ mình sẽ vào thử xem cái quán ăn buffet thoải mái này nó có ngon, nó có hấp dẫn hay không. Đây là cái đường vô này mọi người. Đường vô này nha. Đó, mọi người nhìn thấy có con khủng long bên kia không? Con Godzilla trên kia thấy ghê không? Người rất là đông luôn. Đây là trước tiên thì người ta sẽ mang ra cho mình hai cái dĩa hình này, một dĩa thịt gà và một dĩa heo. Và sau đó khi mà mọi người muốn ăn thêm cái gì đó thì mình sẽ gọi thêm, người ta sẽ mang ra đây. Đây là mình kêu đùi gà nè, với lại thịt heo đây nè, cả rau nữa, rau với nấm, rất là nhiều món. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn. Tadakima. Gọi hai loại nước. Với cái loại nước này á là người ta nấu bằng tảo biển đó, rong biển. Với mà cái loại nước nước lẩu từ loại thứ hai trở lên á thì các bạn phải trả thêm 300 yên cho một phần. Bây giờ mình sẽ ăn thử cả hai loại nước luôn. Nước đã sôi rồi, là bỏ thịt vô. 1 2 3 Hôm nay là mình ăn thoải mái cho nên là ăn bao nhiêu cũng được. Các bạn cứ ăn hết, cứ gọi thì nhân viên họ sẽ mang ra cho mình thôi. Mình cho cả rau vào nữa. Mình rất là thích rau, rất là thích lắm. À, hôm nay nó có cả cái cải này nè. Cái cải này mình cũng không biết gọi qua tiếng Việt gọi là cái loại gì nữa. Nhưng mà người Nhật họ rất là tự hào về cái loại cải này đó. Bởi vì nó là một loại cải thuần Nhật, chỉ có Nhật mới trồng được cái loại cải này. Mới kêu ra hai chai rượu nè. Chén để uống rượu nè. Mình sẽ làm trước một chén để mời các bạn nha. Nghe em sợ quá. Mình sẽ trộn nước tương với mè phô mai. Mình cho một tí cay cay vào. Mình không để cho người ta dọn, mình để chắc là đầy hết cái bàn được luôn. À, xin mời.
Giờ làm việc thôi, một tuần á mình bỏ ra 2 giờ đi làm để ra đây ngồi ăn đó cho nó thoải mái, với lại mình
biết được á, ở Nhật có người ta bán những cái món gì nữa. Đừng có ở nhà nấu cơm xuống như vậy, ăn một tuần là đã ngán lắm rồi. Tỉnh thoảng ra đây, với lại mình còn phải biết giúp đỡ Nhật á, nó phát triển kinh tế nữa, tạo ra việc làm nữa, rồi nó mới tạo ra việc làm lại cho mình tiếp. Tadakima, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Nhớ subscribe cho Trang nha, subscribe nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Nè, hóa đơn của mình nè, đây ăn hết 5 sen 681 yên. Này mọi người nhìn đi, mình đếm xem mình ăn hết bao nhiêu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Trời ơi, ăn thấy sợ luôn vậy đó. Tính ra tiền Việt là 1.100.000. 1.100.000. Hôm nay đã hết 5 giờ làm rồi đó.